người dân ùn ùn về quê tảo mộ, cầu Rạch Miễu kẹt xe nghiêm trọng. Hàng ngàn sinh viên, người lao động được tặng vé tàu, vé xe về quê đón Tết. Bé trai được can thiệp tim bào thai đã chào đời. Bắt hai người vác rượu đến nhà con nợ cướp 50 triệu đồng. Phúc đời thường, những mẻ khô nhuộm nắng đón mùa xuân về trên xã đảo Thành An. Kính chào quý khán giả của Góc Nhìn Trưa Nay. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa hôm nay, thứ Tư ngày 31 tháng 1 năm 2024. Bản tin của chúng tôi liên tục cập nhật và gửi đến quý vị những thông tin đáng chú ý nhất xảy ra trên cả nước. Và tôi là Tôn Vũ của chương trình Góc Nhìn Trưa Nay. Người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Đông đổ về quê miền Tây tảo mộ, khiến cho cầu Rạch Miễu kẹt xe từ sáng đến chiều. Trạm thu phí liên tục phải xả trạm. Từ sáng sớm 30 tháng 1, hàng ngàn người dân từ các thành phố đổ về quê ở miền Tây tảo mộ ông bà, tổ tiên, khiến lượng xe qua cầu Rạch Miễu tăng đột biến. Theo ghi nhận, đến 14:30, dòng xe vẫn xếp hàng dài trên quốc lộ 60 ở cả hai hướng. Đặc biệt là đoạn qua thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, trên cả hai làn đều chật kín xe, phải nhích từng chút để chờ qua cầu Rạch Miễu. Trong khi đó, ở hướng ngược lại, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bến Tre cũng túc trực tại các ngã tư, cầu hẹp để phân luồng giao thông. Trạm thu phí BOT cầu Rạch Miễu cũng đã xả trạm nhiều lần trong ngày để giải phóng bớt lượng xe theo yêu cầu của lực lượng chức năng. Sáng ngày 31 tháng 1 đã diễn ra chương trình chuyến xe mùa xuân với chủ đề Tết xuân về, xuân trọn vẹn tại nhà văn hóa thanh niên quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình do thành đoàn, hội sinh viên, trung tâm hỗ trợ học sinh sinh viên thành phố Hồ Chí Minh, báo thanh niên phối hợp với nhãn hàng AC Cook, nhãn hàng Lifebuoy cùng các đơn vị tổ chức thực hiện. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chăm lo Tết cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học tập tại các trường học trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chuyến xe mùa xuân, Tết xuân về, xuân trọn vẹn, năm nay như một thông điệp lan tỏa tình nhân ái, sự sẻ chia, cùng nhau vượt qua khó khăn, làm nên một mùa xuân ấm áp, một mùa Tết xuân về, hạnh phúc, trọn vẹn hơn đến mọi người, mọi nhà. Theo đó, chuyến xe mùa xuân năm nay sẽ đưa 2.200 sinh viên và người lao động khó khăn về các tỉnh khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Em rất là vui mừng ạ. Với lại lúc ban đầu thì em đăng ký vé đợt 1 đấy thì em đăng ký về Nghệ An, nhưng mà hết vé thì đăng qua đợt 2 thì em mới đăng ký đợt bổ sung, thì may mắn là sẽ được nhận vé của chương trình. Thì lúc đấy thì em thông báo với gia đình thì mọi người ở nhà cũng rất là vui ạ. Đây là lần đầu tiên mà em được tham gia chương trình về chuyến xe mùa xuân này, thì em rất là vui vì mình được duyệt vé và được nhận tấm vé về quê ăn Tết. Dạ, em cảm ơn chương trình rất là nhiều. Hy vọng là chương trình sẽ có nhiều nhà mạnh thường quân và tổ chức nhiều thiệt là nhiều năm hơn nữa, để những hoàn cảnh như sinh viên hay người lao động khó khăn như tụi em được có cơ hội về quê ăn Tết cùng với gia đình. Chuyến xe mùa xuân là chương trình được Trung tâm Hỗ trợ Học sinh Sinh viên thành phố khởi xướng và thực hiện thường niên từ năm 2002 đến nay. Đã có 61.125 sinh viên khó khăn được hỗ trợ về quê đón Tết. Bé trai nặng 2,9kg chào đời ngày 30 tháng 1, bé khóc to và không phải thở oxy như tiên lượng. Đây là một thành công bước đầu ngoài mong đợi của ekip phẫu thuật cho ca can thiệp tim bào thai đầu tiên ở Việt Nam. Ekip khoảng 15 người, bao gồm các bác sĩ, Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện mổ lấy thai cho sản phụ ở tuần thai thứ 37. Đây là thời điểm lý tưởng để em bé chào đời. Bé được siêu âm tim ngay tại phòng mổ, ghi nhận dòng máu qua vị trí hẹp tuốt. Được thực hiện da kề da với bố mẹ, sức khỏe của sản phụ cũng ghi nhận tốt. Mình làm bước đầu rồi tới ngày hôm nay mình làm như thấy thì là chúng ta đã thành công. Và cái kíp bác sĩ mà can thiệp hôm trước thì thực sự rất là xúc động. Chúng ta này thì trở về gần như là một đứa trẻ ổn định của chúng ta. Ca can thiệp bào thai là những cái ca mà cái hướng tới thiểu sản tim phải quá nhiều và gần như là nó sẽ can thiệp theo cái hướng một thấp, thì bé này rõ ràng mình đang cứu bé ra khỏi một cái nguy cơ là phải diễn tiến theo cái chuyện là mình can thiệp theo cái hướng một thấp. Còn lại cái kế hoạch của bé này thì phải cụ thể là 24 tiếng rồi 36 tiếng, 72 tiếng mình siêu âm kiểm tra lại để xem cái ống động mạch như thế nào, xem cái phổ lên cái phổi động mạch phổi, cái flow lên động mạch phổi có tốt hay không,
bé có kèm theo những cái khác hay không, thì mình sẽ có một cái kế hoạch rất là cụ thể với người nhà. Hiện bé đã được đưa về bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh để chăm sóc theo dõi và có kế hoạch điều trị tim bẩm sinh. Trước đó khoảng 1 tháng, ekip bệnh viện Từ Dũ và bệnh viện Nhi đồng 1 thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện thông tim trong bụng mẹ cho bé. Ca phẫu thuật thành công sẽ là tiền đề cho các ca can thiệp bào thai tiếp theo. Mới đây tại White Palace, Võ Văn Kiệt, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ ký kết đối tác nhà sản xuất của cuộc thi Miss Universe Việt Nam. Theo đó, tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thúy Nga, đại diện tổ chức Miss Universe Việt Nam, đã công bố nhà sản xuất mới của cuộc thi Miss Universe Việt Nam 2024 là Hoa hậu Hương Giang và Dược sĩ Tiến. Ngay sau khi công bố thông tin này, nhiều người đẹp, phóng viên, nhà báo, khách mời và nhiều fan sắc đẹp đều tỏ ra bất ngờ và hứng thú. Lý do tại sao chúng tôi cuối cùng quyết định là sẽ đi cùng với Dược sĩ Tiến và Hương Giang, bởi vì chúng tôi nhìn thấy sự trẻ trung, năng động và đặc biệt là tôi thật sự là thấy rất là thích thú sự thông minh của hai bạn và cái sự quyết liệt trong công việc của các bạn. Hương Giang và Dược sĩ Tiến được nhiều người, đặc biệt là các fan sắc đẹp biết đến, là người sáng tạo và là nhà sản xuất của nhiều chương trình ăn khách trong thời gian qua như Miss International Queen Việt Nam, The New Mentor. Lần này trong vai trò là nhà sản xuất đồng hành cùng Miss Universe Việt Nam 2024, hứa hẹn sẽ mang đến chương trình có nhiều đột phá mới, nhiều thay đổi và nhiều điều hấp dẫn. Thưa quý vị, thị trường thiết bị âm thanh hiện nay khá đa dạng và không ít các sản phẩm hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng khiến cho người tiêu dùng không dễ dàng kiểm chứng. Do đó, để có thể lựa chọn được các sản phẩm chất lượng chính hãng, người dùng nên tìm đến các đơn vị phân phối uy tín và có thương hiệu trên thị trường. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và điện tử Bảo Châu, Bảo Châu Elect là đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị âm thanh chính hãng tại Việt Nam, với hệ thống 15 showroom hiện đại trên toàn quốc. Tại Bảo Châu Elect, khách hàng được trải nghiệm đầy đủ các sản phẩm âm thanh karaoke, âm thanh nghe nhạc, xem phim, âm thanh hội trường sân khấu, loa soundbar, loa Bluetooth. Những thương hiệu âm thanh hàng đầu thế giới đến từ Anh, Mỹ, Ý, Nhật, Tây Ban Nha, các hãng âm thanh karaoke nổi tiếng cũng đều có mặt tại hệ thống Bảo Châu Elect. Khách hàng có thể tìm thấy các phân khúc sản phẩm có mức giá từ 3 triệu đến các thiết bị high-end có giá từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Đặc biệt, các sản phẩm, thương hiệu do Bảo Châu Elect phân phối đều được chọn lọc kỹ lưỡng và được kiểm định chặt chẽ về nguồn gốc xuất xứ, có giấy chứng nhận nhập khẩu, đảm bảo mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng, chất lượng cao với giá thành tốt nhất thị trường. Ngoài ra, các chính sách thanh toán, bảo hành, bảo trì sản phẩm nhanh chóng, chuyên nghiệp cũng luôn là tiêu chí và cam kết của Bảo Châu Elect. Trong suốt quá trình phát triển, đơn vị cam kết hoàn tiền 300% nếu phát hiện hàng giả, hàng nhái. Với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh, cùng đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, tận tâm và trách nhiệm, Bảo Châu Elect đã tư vấn thiết kế và lắp đặt thành công hàng trăm ngàn công trình trên cả nước, từ hệ thống âm thanh cho gia đình, doanh nghiệp, âm thanh hội trường, sân khấu, đến các phòng nghe nhạc, rạp chiếu phim và hệ thống các phòng giải trí all-in-one đỉnh cao. Thì cảm nhận đầu tiên của tôi là thấy cái showroom thì có đa dạng rất nhiều sản phẩm, hướng dẫn tận tình chu đáo, và bản thân tôi cũng đã chọn được một cái sản phẩm rất là ưng ý, được hướng dẫn rất là cụ thể và bài bản, cho nên là tôi cũng rất là yên tâm về sản phẩm của Bảo Châu Electric. Với chiến lược trở thành hệ thống siêu thị âm thanh dẫn đầu và được yêu thích nhất trên thị trường, trong thời gian tới, Bảo Châu Elect sẽ tiếp tục phát triển mạng lưới cửa hàng trên cả nước, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để luôn là lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong lĩnh vực âm thanh. Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam hai người vác rìu đến nhà con nợ, đe dọa chiếm đoạt 50 triệu đồng. Đó là ông Bùi Đức Thoát, 60 tuổi, và Vũ Đình Chuẩn, 52 tuổi, cùng trú tại xã Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc. Theo điều tra ban đầu, trước đây, anh Lê Xuân Đình, trú cùng xã, vay của ông Thoát hơn 100 triệu đồng. Đã nhiều lần ông Thoát đến nhà đòi nợ, nhưng anh Đình chưa có trả.
cuối tháng 12 năm 2023, khi biết anh Đình được nhận một khoản tiền hỗ trợ tham gia phòng chống dịch COVID-19, ông Thoát đến đòi nợ nhưng không thành. Bức xúc, ngày 19 tháng 1, ông Thoát rủ thêm ông Chuẩn là thành phần cộng cán, từng có nhiều tiền án, tiền sự, đi cùng đến nhà anh Đình đòi nợ. Hai ông này mang theo một cây rìu đến nhà anh Đình, uy hiếp đe dọa và chiếm đoạt của nạn nhân 50 triệu đồng. Thưa quý vị, nổi tiếng với nguồn hải sản tươi sống được đánh bắt từ vùng biển địa phương, những sản phẩm khô mắm trên xã đảo Thành An, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh luôn được khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng và hương vị đặc trưng riêng. Và sau đây, xin kính mời quý vị khán giả cùng đến Thành An để xem không khí nhộn nhịp cùng những mẻ khô nhuộm nắng trong những ngày cận Tết. Đến với đảo Thành An những ngày này, không khó để bắt gặp những mẻ khô với đầy đủ các loại cá đang được phơi trước sân nhà. Với người dân tại đây, những mẻ khô không chỉ là đặc trưng của người dân vùng đảo, mà hơn hết, khi những mẻ khô đầy ắp nối dài từ nhà này sang nhà khác, đó là dấu hiệu cho thấy một mùa xuân nữa lại về. Ở xã đảo Thành An này là phơi khô, phơi cá là để dành ăn hàng ngày, đánh bắt, giờ phơi nhiều hơn để dành ăn Tết. Này cho biếu bà con để người ta ăn đặng nhớ cái đặc sản xã đảo Thành An. Làm khô đã trở thành nghề đặc trưng của nhiều hộ dân sinh sống trên đảo, thậm chí công việc này còn được nhiều gia đình lưu truyền qua bao thế hệ để tiếp nối và lưu giữ làng nghề của quê hương. Hơn 15 năm gắn bó với công việc này, cứ mỗi độ xuân về, bà Nguyễn Thị Kiều, chủ vựa khô mắm cô Ba Kiều lại gấp rút chuẩn bị hàng chuyển đi cho khách khắp các tỉnh thành, cũng như làm quà biếu người thân và bạn bè trong mỗi dịp Tết đến. Đồ đó trong đó là khách đang đặt hết toàn bộ, là mình là chỉ giao cho khách là tủ để chống hết. Ba cái tủ bự như vậy đó, nhưng mà khách đã đặt hết rồi. Bắt đầu là tôi sẽ giao hết, là chỉ còn có mấy ngày nữa là tôi xong hết toàn bộ. Hầu như tất cả các loại khô chế biến tại đảo đều không thêm thắt hoặc tẩm ướp quá nhiều gia vị, nên luôn giữ được hương vị nguyên bản. Cá sau khi được sơ chế và tẩm ướp ít gia vị cho phù hợp với từng loại khô sẽ được đem phơi dưới ánh nắng trực tiếp từ 1 đến 2 ngày để cho ra những mẻ khô bắt mắt, hấp dẫn. Ở đây ngư dân lên bắt, đánh bắt ở đây lên rồi mình lấy khô tại chỗ, mình làm tại chỗ nó tươi và nó ngon, nó ngọt. Nhà mình là có khô các loại như là khô đói, khô đù, khô đuối. Từ cá cơm hồi xưa giờ là ở đây là đặc sản. Đặc sản là mắm cá cơm là truyền thống, hồi xưa giờ Thành An là nó là số 1. Chỉ có Thành An là chỉ có là mắm cá cơm là ngon nhất, không có đâu bằng ở đây. Đến Thành An mùa xuân này, khách tham quan không chỉ được hòa mình vào không gian xứ đảo hiền hòa, yên bình, mà còn có thể tận mắt xem bà con làm cá, phơi khô, tận tay lựa mua về cho mình những mẻ khô nhuộm nắng mùa xuân với hương vị đặc trưng, góp phần cho mâm cơm ngày Tết thêm tròn vị. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Quý vị hãy nhớ dành ít phút mỗi buổi trưa đón xem chương trình Góc nhìn trưa nay vào lúc 11 giờ 30 phút mỗi ngày trên trang video.tuổitrẻ.vn. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvo@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện với sự đồng hành của Trâm Rức. Còn bây giờ Tôn Vũ xin kính chào và hẹn gặp lại.